Kính chào quý vị và bà con, Ngọc Trâm và Thanh Nhẫn rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa bà con, theo thống kê mới nhất từ ban tổ chức chương trình khởi nghiệp thì sau hơn 4 năm lên sóng, chương trình khởi nghiệp đã tổ chức tư vấn và đồng hành cùng hàng trăm nông hộ trên cả nước, góp phần giúp họ thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới chăn nuôi bền vững và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên thì trong số hơn 100 nông hộ đang được chương trình tư vấn đã có tới 19 nông hộ thuộc tỉnh Thanh Hóa. Các nông hộ tham gia ở cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Trong đó thì chăn nuôi chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 14 nông hộ và có tới 11 trên 14 nông hộ đã lựa chọn chăn nuôi gà. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lựa chọn để giới thiệu tới quý vị hành trình khởi nghiệp đầy ấn tượng của một số nông hộ chăn nuôi gà, một lĩnh vực được nhiều người lựa chọn ở thời điểm này, thế nhưng cũng đang chất chứa rất nhiều nguy cơ rủi ro về thị trường. Và hãy cùng xem họ đã làm gì để phát triển mô hình chăn nuôi của mình. Và trước khi bắt đầu những câu chuyện cụ thể thì xin mời quý vị cùng theo dõi một tổng hợp ngắn của chúng tôi để cùng xem là các nông hộ chăn nuôi gà tại Thanh Hóa là ai và họ đang phát triển mô hình chăn nuôi của mình như thế nào. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình khởi nghiệp đã tư vấn cho 11 nông hộ chăn nuôi gà thuộc 8 huyện của tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, hiện có 2 nông hộ tham gia chương trình là anh Hoàng Ngọc Năm ở xã Hóa Quỳ và anh Lê Bá Thức ở xã Xuân Hòa. Huyện Như Thành cũng có 2 nông hộ tham gia là anh Quách Văn Bộ và anh Nguyễn Danh Hoàng đều ở xã Mậu Lâm. Tiếp theo là huyện Cẩm Thủy cũng có 2 nông hộ là anh Bùi Văn Tư ở xã Cẩm Tú và chị Bàn Thị Sen ở xã Cẩm Bình. Một gương mặt tiêu biểu khác đến từ huyện Ngọc Lặc đó là anh Bùi Quang Vụ ở xã Kiên Thọ, anh Lê Văn Thành ở huyện Thạch Thành, anh Tào Văn Hải ở huyện Bá Thước, anh Nguyễn Văn Thiết ở huyện Hậu Lộc và anh Lê Minh Hội ở huyện Hà Trung. Các nông hộ chủ yếu chăn nuôi theo hình thức bán chăn thả với đa dạng các giống gà phù hợp với thị hiếu của thị trường. Dưới sự hỗ trợ của chuyên gia khởi nghiệp, các mô hình chăn nuôi đã có những bước phát triển nhất định. Các nông hộ tham gia chương trình đều thu lãi từ 100 tới 200 triệu đồng một năm. Từ những thành công từ chương trình, nhiều nông hộ đã đứng ra thành lập câu lạc bộ, công ty chăn nuôi nhằm liên kết các nông hộ tại địa phương cùng nhau khởi nghiệp. Không dừng lại ở góc độ tư vấn, trong năm 2019, chương trình khởi nghiệp đã tổ chức thành công chương trình Gala Hành Trình Khởi Nghiệp. Đây là nơi để các nông hộ có dịp nhìn lại chặng đường khởi nghiệp đầy khó khăn vất vả, cũng như giao lưu gặp gỡ các chuyên gia, nông hộ khi tham gia chương trình. Cũng từ đây, nhiều mối liên kết chăn nuôi đã được hình thành giữa các nông hộ. Không chỉ hỗ trợ nhau về mặt kỹ thuật, các hộ chăn nuôi gà tại khu vực tỉnh Thanh Hóa đã và đang cùng nhau xây dựng thị trường và tìm đầu ra tiêu thụ ổn định cho sản phẩm. Vâng, vừa rồi là tổng hợp về hoạt động chăn nuôi gà của các nông hộ tại Thanh Hóa và có thể thấy rằng sự đồng hành của chương trình khởi nghiệp đã giúp cho các nông hộ khởi nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa đã và đang cùng nhau thay đổi tư duy, tập quán sản xuất cũ theo kiểu đèn nhà ai, nhà ấy dạng và bắt đầu bước vào hình thành các mô hình liên kết để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác sản xuất một cách bền vững. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lựa chọn để giới thiệu đến quý vị hành trình khởi nghiệp của một số nông hộ khởi nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực chăn nuôi gà tại Thanh Hóa. Và nhân vật đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là Bàn Thị Sen, cô gái người dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Vâng, đến thời điểm này thì Sen là người tham gia khởi nghiệp với độ tuổi trẻ nhất và cũng là nhân vật nữ duy nhất trong chương trình khởi nghiệp. Ở địa phương của Sen thì em cũng được cho là người liều lĩnh nhất vì dám một mình mở ra một trang trại chăn nuôi lớn nhất nhì trong vùng. Và ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt này qua phóng sự ngay sau đây. Bàn Thị Sen, cô gái người dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên tại vùng miền núi của huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Sen là con út trong một gia đình có 10 người con. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cô nàng luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Chưa bao giờ cô nghĩ khó khăn sẽ làm mình lùi bước. Em vất vả từ nhỏ rồi ấy, nên là có vất vả nữa thì em vẫn cứ chịu được. Nhưng mà mình không thể để vất vả mãi như thế được, mình phải cố gắng chứ, mình phải cố gắng để mình có thể đỡ vất vả hơn ngày trước chứ.
Do kinh tế khó khăn nên sau khi tốt nghiệp bậc phổ thông, Sen đành phải gác lại ước mơ học hành để đi lao động kiếm sống. Rời quê hương, Sen xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp. Sau 3 năm lao động, thấu hiểu được nỗi vất vả của công việc làm ăn xa nhà, năm 2016, Sen quyết định về quê hương lập nghiệp. Mình không mãi mãi lúc nào mình cũng đi làm thuê cho họ được. Mình sẽ về quê hương của mình để mình sẽ làm cái nghề mà mình yêu thích. Trở về quê hương với số vốn tích góp được sau nhiều năm lao động, Sen quyết định xây dựng gia đình và bắt đầu những kế hoạch phát triển kinh tế tại địa phương. Sen chọn chăn nuôi gà là đối tượng chăn nuôi chính để phát triển kinh tế. Không dừng lại ở chăn nuôi nhỏ lẻ, Sen mạnh dạn bỏ vốn xây dựng trang trại để phát triển chăn nuôi trên quy mô lớn. Thực ra mà đầu tiên mà em mới có ý tưởng để làm thì ông bà cũng không ủng hộ cho lắm, tại vì nghĩ bảo là chắc mình sẽ không đủ sức để làm. Nhưng mà em quyết tâm em làm, cũng lên nhiều các cái trang mà YouTube rồi là các cái kênh mà có về nông nghiệp ấy, em cũng tìm hiểu khá nhiều về cái con gà này. Thì em quyết định là mình sẽ theo đuổi cái đam mê này của mình. Tình cờ theo dõi được chương trình khởi nghiệp của VTC16 với những kiến thức hữu ích từ chương trình, Sen cho rằng đây sẽ là cơ hội để mô hình chăn nuôi của mình phát triển. Đăng ký để được chương trình và chuyên gia về hỗ trợ mình về mặt kỹ thuật và các cái mà mình còn thiếu sót nhiều ấy, thì bên chuyên gia và chương trình sẽ hỗ trợ cho mình. Trong khi chờ chương trình đến khảo sát, Sen cũng đã chủ động đi tìm hiểu và tham quan các mô hình chăn nuôi trong vùng để học hỏi kinh nghiệm. Tháng 4 năm 2018, hồ sơ của Sen đã được chương trình xét duyệt. Với 5 tiêu chí chương trình đưa ra, Sen cơ bản đều đáp ứng tốt. Không chỉ thế, Sen còn tỏ ra hiểu biết và nắm bắt kiến thức rất nhanh. Chuyên gia Sơn đồng ý để Sen trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp. Nghiên cứu lại cái thiết kế chuồng trại của bạn Sen thì tôi thấy làm là tương đối tốt. Chắc chắn là trong cái quá trình làm chuồng thì Sen đã tham khảo rất nhiều trên các cái chương trình khởi nghiệp đã phát. Cho nên là những cái thiếu sót trong cái vấn đề thiết kế chuồng gần như là tôi ít nhìn thấy. Hiện tại Sen đang tiến hành chăn nuôi lứa gà đầu tiên với hơn 1.500 con. Gà đã đến tuổi xuất bán, trọng lượng cân cũng như mẫu mã đều đạt yêu cầu. Lứa gà này hứa hẹn sẽ mang lại khoản thu nhập trên 100 triệu đồng cho gia đình Sen. Gà này của cháu là chất lượng được đấy, vì cầm con gà là nó chắc tay. Đấy. Đặc biệt là khi kiểm tra các cái cơ lườn, cơ đùi này là nó rắn. Đấy, gà của cháu không có bị bệnh gì đâu. Là mô hình chăn nuôi lớn đầu tiên tại địa phương, nên trong thời gian qua, mô hình của Sen cũng đã được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ về nhiều mặt. Thì về phía chính quyền địa phương cũng như là anh em trong khối chuyên môn là rất ủng hộ cái chương trình này và tạo bằng mọi giá là tạo điều kiện cho các em nó phát triển. Năm nay sẽ đưa em Sen trong cái chương trình hỗ trợ. Khi mà phát triển ở trang trại, gia trại đạt đến mức đỉnh cao rồi thì địa phương sẽ xin ý kiến của cấp trên, cấp huyện, cấp tỉnh chẳng hạn, sẽ đăng ký cái thương hiệu, chẳng hạn như thương hiệu gà Thá Vườn của khu vực xã Cấp Bình chẳng hạn. Dưới sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, cũng như nền tảng kỹ thuật vững chắc từ chương trình khởi nghiệp, tin chắc rằng mô hình của Sen sẽ có những bước phát triển mới. Vâng, thưa quý vị, nếu như Sen là gương mặt tiêu biểu đại diện cho phái nữ tham gia chương trình khởi nghiệp, thì nhân vật mà tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây lại là đại diện cho câu chuyện khởi nghiệp trái ngành. Và chị Ngọc Trâm nghĩ thế nào nếu như mà mình phải lựa chọn khởi nghiệp với một lĩnh vực hoàn toàn mới? Tôi nghĩ là nếu như mà chúng ta bắt đầu làm một cái việc gì ngay từ lần đầu tiên thì cũng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định về cái kỹ năng. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn phải kể đến cái yếu tố về đam mê nữa, bởi vì là nếu như không đam mê và yêu thích thì cũng khó có thể làm được một cái công việc gì đó mà hoàn chỉnh và bằng hết những cái sức lực của mình. Nói chung là cũng rất là khó đấy chị Thanh Nhẫn ạ.
Vâng, và anh Bùi Văn Tư ở trong câu chuyện mà chúng tôi sắp kể với quý vị cũng như vậy. Anh là một thợ cơ khí và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một nông dân chăn gà. Ấy vậy mà chỉ sau 2 năm khởi nghiệp ở lĩnh vực mới, anh Tư đã thu được những thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vậy anh Tư đã làm như thế nào để vượt qua khó khăn và từng bước có thể gặt hái được thành công thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thì người ta vẫn bảo là tuổi các cháu là tuổi ăn chưa tới mà chủ ngủ chưa qua, thì là không có nuôi được đâu, lưng thì dài. Thì thật ra thì mình lúc đó mình cũng nói vui vui cười lại, thì mình vẫn bảo là các chú các cô cứ cho cháu 2 năm nữa thì là cháu sẽ làm nên được những gì các chú thấy ngay trước mắt. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ già yếu, anh Tư sau nhiều năm đi làm ăn quyết định trở về quê hương lập nghiệp, khởi nghiệp với nghề chăn nuôi. Bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán, chàng thanh niên xứ Thanh quyết định dồn hết vốn liếng để đầu tư xây dựng trang trại. Không phải là mình làm lên một cái xây dựng lên một cái trang trại để cho người ta nhìn để người ta nể mình, mà mình xây lên đây để mình làm, đó là toàn bộ cái kinh tế của gia đình nhà mình. Mỗi lần nuôi và mỗi lần mà đi chăm dặm nó, đi cho ăn nó thì những khi là những chú gà nó lại nó quay xung quanh chân, rồi nó lại nó chơi, mình cảm thấy mình vui, mình yêu nó. Khởi nghiệp khi kiến thức chăn nuôi còn hạn chế, anh Tư quyết định làm đơn đăng ký tham gia khởi nghiệp. Tham gia chương trình khởi nghiệp, anh Tư được chuyên gia hướng dẫn quy trình chăn nuôi gà an toàn sinh học. Với sự cần cù và tập trung cao, hai lứa gà đã xuất bán trong năm 2018 đều cho lợi nhuận tốt, trung bình từ 40 tới 60 triệu đồng một lứa. Nó cũng đem lại cho mình một cái khoản thu nhập, nó cũng không phải là cao nhưng mà nó cũng được, là mình cảm thấy như là mình đã làm được. Đấy, mình cũng đã tự hào về bản thân mình là phát triển trong một năm. Thành công sau hai lứa gà, anh Tư bắt đầu nghĩ tới việc đầu tư mở rộng trang trại. Do quỹ đất của gia đình hạn hẹp nên muốn mở rộng trang trại, anh cần đầu tư một khoản tiền rất lớn. Trong khi điều kiện kinh tế chưa dư giả thì đây có lẽ là một thử thách lớn. Thị trường thì bây giờ giá thì rất là bấp bênh, cái đầu ra là rất là mình phải quan tâm. Làm sao mà anh khi anh chăn nuôi thì anh phải đầu mối với các cái đầu ra nó phải chắc chắn. Bây giờ anh cứ là khi nào cứ một lần xuất bán ra anh đi gọi hết cái đầu bên nhà bên này bên kia thì cái giá người ta người thì giá này giá kia rất là khó. Vợ chồng mình đây thì xây dựng thêm hai cái khu chuồng này nữa thì thật ra thì nó cũng rất to. Thì cái chỗ này thì anh đang sẽ phải cố gắng, thì anh cũng đã có cái suy nghĩ đó rồi. Đấy, còn trước mắt bây giờ thì em hãy đặt cái niềm tin vào cho anh. Vâng, nếu mà anh đã quyết tâm như vậy thì em sẽ tin anh và luôn luôn ủng hộ anh. Mặc dù vẫn còn băn khoăn lo lắng, nhưng chị Lan vẫn quyết định hỗ trợ chồng hết mình. Từ nhỏ đến lớn thực sự là chưa bao giờ vay mượn của ai, mà bây giờ mình làm bên chỗ ngân hàng mà đi phục vụ cho các hộ dân vay vốn. Bây giờ lại đến nhà mình thì mình cũng rất là lo sợ ạ. Nói là ủng hộ anh thôi nhưng mà trong lòng thì cũng rất là lo mà các khoản nợ. Gia đình bố mẹ đẻ của chị Lan ở xã bên vốn có diện tích rộng. Chị Lan, anh Tư quyết định bàn với gia đình bên vợ mượn lại khu đất để xây dựng trang trại. Bà trên đây thì chỉ trồng mấy cây lâu năm thôi, 5-7 năm mới thu hoạch, như keo hay lát rồi các thứ thì mới thu hoạch, thì lúc đó thì thật ra là cũng chưa biết là ông bà cũng đã thu hoạch được lần nào chưa. Điều kiện gia đình thì khó khăn nhưng mà đất đai thì không thiếu, cho nên là cũng tạo điều kiện để cho các con để là lập nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, hai khu chuồng nuôi nhanh chóng được xây dựng nên tại khu đất mới, với diện tích mỗi chuồng rộng hơn 200m². Khu chuồng không chỉ có kết cấu tốt mà còn được thiết kế để thuận tiện cho việc vận hành. Về cái phần mái rồi là phần sắt thì là tự mình làm hết, thì cái chi phí ở đây thì nó sẽ giảm đi rất nhiều. So với cái mét vuông đây để mà tính ra thợ đi làm bên ngoài thì nó sẽ tiết kiệm được khoảng ở chừng 35 đến 40 triệu. Hiện trang trại đã đi vào hoạt động hơn 2 tháng nay, các lứa gà mới cũng được lần lượt đưa vào khu chuồng. Từ ngày anh Tư trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp, mô hình của anh đã được nhiều người biết đến và tham quan học hỏi. Đặc biệt là khi mở rộng đầu tư trang trại ở khu vực mới,
anh cũng đã nhận được sự quan tâm nhất định từ phía chính quyền địa phương sở tại. Mô hình của anh Tư để thực hiện nó thành công thì tạo một cái phong trào sôi nổi trong cái lứa tuổi thanh niên của địa phương. Về phía chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ tích cực đấu mối với ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ về mặt thủ tục hồ sơ, rồi đề xuất về với ngân hàng để hỗ trợ vốn để cho anh Tư có cái điều kiện phát triển. Không chỉ hỗ trợ về mặt vay vốn chính sách để anh Tư phát triển mô hình, mà bên cạnh đó, địa phương cũng đang tích cực hỗ trợ để anh Tư đứng ra thành lập hợp tác xã chăn nuôi. Thì chúng tôi cũng sẽ có cái định hướng là sẽ tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để cho cái hợp tác xã sắp tới thì sẽ đi vào hoạt động và đạt cái kết quả. Thì qua đây thì chúng tôi cũng mong là cái chương trình khởi nghiệp thì quan tâm đến cái định hướng của địa phương và sẽ có cái sát sao rồi hỗ trợ với chúng tôi về mặt kỹ thuật, về các mặt khác nữa để cái nội dung thành lập hợp tác xã về chăn nuôi gà thì nó sẽ đạt cái kết quả cao. Cái bắt tay như một lời giao ước. Từ đây, anh Tư đã có thêm động lực để tự tin phát triển mô hình của mình. Cùng với sự tin tưởng và ủng hộ từ người thân trong gia đình, cũng như nền tảng kỹ thuật vững chắc từ chương trình khởi nghiệp, con đường đi đến thành công của anh Tư đang ngày càng rộng mở. Thưa quý vị, anh Quách Văn Bộ ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa là một trong những cái tên rất là quen thuộc với khán giả của VTC16 và là một trong những phóng viên của chương trình Khởi nghiệp. Chắc hẳn đây cũng là một nông hộ khá quen thuộc với chị Ngọc Trâm đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ, bởi vì là tôi thì cũng đã có dịp được đến với nông hộ Quách Văn Bộ rồi, và khi mà được tiếp xúc với anh Bộ thì tôi cũng cảm thấy là rất là ấn tượng với anh, bởi vì không chỉ sự cần có của anh mà anh còn là người dám mạnh dạn đứng ra để thành lập câu lạc bộ chăn nuôi gà nhằm tập hợp lại các nông hộ có cùng đam mê sở thích để liên kết khởi nghiệp đấy ạ. Và nhờ sự quyết tâm của mình thì năm 2019, anh Bộ đã vinh dự được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của dành cho thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Và quý vị hãy cùng chúng tôi gặp gỡ lại chàng thanh niên trẻ Quách Văn Bộ qua phóng sự sau đây. Từng tốt nghiệp trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, ra trường có một công việc ổn định với thu nhập cao. Sau 5 năm đi làm ở thành phố, anh quyết định từ bỏ, trở về quê hương lập nghiệp với mong muốn xây dựng cho mình một trang trại chăn nuôi gà sạch. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người, người tiêu dùng. Để ước mơ nhanh chóng được thực hiện, anh Bộ quyết định tìm đến sự trợ giúp từ chương trình khởi nghiệp của VTC16. Hồ sơ của anh đã được chương trình xét duyệt và tiến hành khảo sát vào tháng 5 năm 2017. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, anh Bộ nhanh chóng hoàn thiện xây dựng, chỉnh sửa chuồng trại để bắt đầu chăn nuôi. Thì khi mà ai đã đạt cái tiêu chí của chương trình đưa ra thì những người đó là sẽ được chương trình cũng như chuyên gia cho quyết định tham gia. Thế vậy anh Bộ đây là chuyên gia quyết định cho anh Bộ tham gia cái chương trình khởi nghiệp. Nghĩa là chúc mừng anh Bộ đã cảm ơn, tiếp theo chương trình khởi nghiệp. Vâng ạ, vâng, cảm ơn thầy ạ. Anh vâng. Thấy vui không ạ? Rất là vui. Như mình đã nói hôm qua hồi hộp không ngủ được và bây giờ được tham gia chương trình thì đúng là mình rất là xúc động. Tham gia chương trình khởi nghiệp, anh Bộ được chuyên gia trang bị những kiến thức cơ bản trong chăn nuôi, từ công tác chăm sóc nuôi dưỡng đến thú y phòng bệnh. Qua thời gian, anh Bộ đã dần nắm bắt và áp dụng tốt những kiến thức được truyền tải vào công việc chăn nuôi của gia đình. Từ khi mà tham gia chương trình khởi nghiệp của VTC16 ấy, thì mình luôn bám sát theo chuyên gia cũng như áp dụng theo đúng cái quy trình mà chuyên gia đề ra, thì góp phần hạn chế các cái dịch bệnh cũng như mà nó đảm bảo về cái đầu số con nó được tốt nhất. Thành công từ 3 lứa gà cùng chương trình khởi nghiệp, anh Bộ thu lãi hơn 100 triệu đồng một năm. Cùng với những kiến thức học hỏi được từ chương trình khởi nghiệp, anh Bộ luôn mong muốn chia sẻ cơ hội làm giàu với các thanh niên tại địa phương.
Tháng 12 năm 2017, anh Bộ đã mạnh dạn đứng ra xin thành lập câu lạc bộ chăn nuôi, kêu gọi các thanh niên cùng liên kết khởi nghiệp. Đồng chí Bộ tham gia và được sự hướng dẫn của thầy và của chương trình hỗ trợ, thì từ đó đồng chí Bộ cũng có chia sẻ và truyền đạt lại những cái kinh nghiệm mà đồng chí đã có được từ chương trình, đã đem lại được cái hiệu quả kinh tế rất là tốt cho những cái người mà đang tham gia trực tiếp chăn nuôi ở địa phương. Thì thông qua cái việc ấy thì mình thấy nó cũng rất là có ích. Đến nay, sau hơn một năm thành lập, câu lạc bộ chăn nuôi do anh Bộ sáng lập đã có tới 20 thành viên. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với việc thành lập và tham gia câu lạc bộ, các thanh niên tại địa phương đã có nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất vì một mục tiêu xa hơn là xây dựng thành công thương hiệu gà đồi Như Thanh. Với những thành quả bước đầu đạt được, anh Bộ đang nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty, đưa mô hình chăn nuôi gà tại địa phương vào quy củ và hướng tới mục tiêu phát triển chăn nuôi bền vững. Thưa quý vị, nhắc tới các nông hộ chăn nuôi gà tiêu biểu tại Thanh Hóa, chắc chắn là chúng ta sẽ không thể bỏ qua cái tên Hoàng Ngọc Năm. Còn nhớ trong chương trình Gala Hành Trình Khởi Nghiệp vừa rồi thì anh Năm đã xuất hiện ở trên sân khấu của chương trình để cùng chia sẻ con đường khởi nghiệp và những trăn trở về việc liên kết sản xuất trong chăn nuôi. Vâng, từ một người nông dân chân lấm tay bùn, sau hơn 2 năm tham gia chương trình khởi nghiệp thì giờ đây anh đã trở thành một giám đốc công ty với bản lĩnh và khả năng dự đoán thị trường. Dù cho thị trường chăn nuôi gà có lúc thăng lúc trầm, nhưng anh Năm thì luôn biết cách tính toán để làm sao cho mô hình chăn nuôi của mình đạt hiệu quả cao nhất. Vâng, và ngay bây giờ xin được mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi lại hành trình khởi nghiệp của nông hộ đầy ấn tượng này. Anh Năm tham gia chương trình khởi nghiệp từ tháng 10 năm 2016. Với thiết kế chuồng tương đối bài bản, nên anh đã nhanh chóng thuyết phục được chuyên gia để trở thành nông hộ của chương trình ngay tại chuyến khảo sát đầu tiên. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, mô hình chăn nuôi của anh Năm dần trở nên chuyên nghiệp. Các lứa gà đều phát triển rất tốt và đạt các chỉ tiêu kỹ thuật. Kiểm tra trống nó dao động trong cân 2, 50 trên cân 3 thôi. Và gà mái này từ 9 lạng cho đến cân 1. Cũng đạt yêu cầu đấy, hôm nay chắc được hơn 2 tháng tí. Vâng. Cái tuổi gà với cái khối lượng như này là hợp lý. Tuy giá gà trên thị trường liên tục bấp bênh, nhưng với việc nắm bắt nhu cầu của thị trường, anh Năm đã có những tính toán để sao cho gà bán được giá cao nhất. Giá từ 60 đến 65, nhưng mà nay anh nhập lên trên địa bàn mà nếu người ta đến tận nơi người ta lấy đó, là giá 80, còn mình nhờ mối lái đi bán thì là giá là 75. Nhìn thích mắt thật đấy, bảo sao mà anh bán được giá cao. Vâng, con này là nuôi hơn 5 tháng. Đứa nuôi trước là anh mới để cho gà 4 tháng là anh bán rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Thế sao bây giờ 5 tháng anh vẫn còn chưa bán, thế thì có bị ít lãi hơn không ạ? Cho độn thêm thức ăn phụ phẩm của địa phương là thức ăn thô xanh và ngô đấy, thì là giá thành nó giảm xuống. Thí dụ cám công nghiệp là 10.000, nhưng mình cho ăn ngô xay là chỉ 6.000 thôi. Thì là cái lượng đấy thì hắn cũng có tăng nhưng mà không đáng kể. Nhưng mà so với cái mức giá mình bán cao hơn thì chứng tỏ là hiệu quả kinh tế mang lại là vẫn cao hơn. Với những kiến thức chăn nuôi được chuyên gia truyền đạt cùng với sự khôn khéo và nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường, đến nay anh Năm đã có 8 lứa gà thành công với chương trình khởi nghiệp với số tiền lãi dao động từ 60 đến 80 triệu đồng mỗi lứa. Với cái kết quả mà đã đạt được là cũng tạm như là ổn. Cũng muốn là chương trình khởi nghiệp luôn luôn sát cánh cùng với nhân dân trong cả nước để đưa cái ngành nông nghiệp của Việt Nam phát triển với các cái nước xung quanh. Từ thành công của mình, anh nảy ra ý định thành lập công ty. Hiện công ty đã đi vào hoạt động được gần nửa năm và đã thu hút được hơn 50 nông hộ, gia trại và trang trại tham gia. Trước khi là chỉ làm bản thân thì việc ai người đấy làm thôi. Nhưng từ khi có công ty này thì anh em liên kết với nhau thì mọi thứ đều có thể chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Cách thức, cái hình thức chăn nuôi nó thay đổi rất là nhiều. Cái tư duy của mình được mở mang tầm mắt, học hỏi nhiều người, nhiều các anh, các chị đi trước ấy, thì nó kiến thức của mình nó nâng lên, chăn nuôi nó đạt hiệu quả cao hơn. Rồi như cái việc là đầu ra của sản phẩm ấy, từ khi có công ty thì được công ty hỗ trợ bao tiêu đầu ra sản phẩm để giúp sản phẩm của mình làm ra nó tiêu thụ một cách dễ dàng và đạt hiệu quả hơn. Khi mà mình gia đình gặp khó khăn thì công ty sẽ hỗ trợ
Tức là cái thứ nhất là về thức ăn chăn nuôi. Để duy trì được hoạt động thì các thành viên tham gia sẽ cùng góp vốn và xây dựng cơ chế chung. Đặc biệt là phải tuyệt đối tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học của chương trình khởi nghiệp đưa ra. Ngoài sản phẩm là gà thịt, công ty cổ phần nông nghiệp sạch Như Xuân còn kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau nhưng chủ yếu là các đặc sản xứ Thanh. Trong chương trình Gala Hành trình khởi nghiệp được tổ chức vào tháng 1 năm 2019 vừa qua, anh Năm vinh dự được ban tổ chức mời lên sân khấu để giao lưu với các chuyên gia, khách mời về những băn khoăn trăn trở về đường hướng liên kết sản xuất trong nông nghiệp. Đặc biệt là sự quan tâm của các ngành, các cấp thì là những người nông dân chúng tôi chân lấm tay bùn được khởi nghiệp vào với những cái trên mảnh đất yêu thương của mình và những cái sản phẩm của địa phương, thì chúng tôi mong muốn là các bộ, các ngành cần quan tâm và tạo lên một sân chơi bình đẳng. Và cái thứ hai nữa đó, là giúp những người khởi nghiệp vừa và nhỏ là chiếm tỷ lệ rất lớn trong cái ngành kinh tế của Việt Nam nói chung. Vì thế là chúng tôi muốn là các ngành là có những chính sách ưu tiên và quan tâm hơn nữa tới vùng, đặc biệt là vùng dân tộc và vùng đồng bào xa xôi. Dù công ty của anh Năm mới thành lập và còn nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước, thế nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đây hứa hẹn là một trong những mô hình liên kết sản xuất tiêu biểu ở địa phương, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, như vậy thời lượng 30 phút của chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Chúng tôi hy vọng rằng câu chuyện khởi nghiệp của các nông hộ chăn nuôi gà tại tỉnh Thanh Hóa sẽ cho quý vị một hình dung rõ hơn về con đường khởi nghiệp với nghề nông. Một con đường đầy chông gai nhưng cũng nhiều quả ngọt mà họ đã gặt hái được nhờ chính nỗ lực của bản thân mình. Và nếu như quý vị và bà con nào cũng đang có ý định khởi nghiệp thì xin đừng ngần ngại, hãy gửi hồ sơ về cho chúng tôi theo địa chỉ Ban Tổ chức Chương trình Khởi nghiệp, kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện về cho tổng đài của chúng tôi 1900 6145 và làm theo hướng dẫn. Còn bây giờ Thanh Nhẫn và Ngọc Trâm xin kính chào quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.